Thế mà đời nay, nhiều người học đạo chỉ muốn tìm những giáo lý huyền diệu cao siêu, nghe cho bùi tai, bàn để vui miệng. Nói đến giới luật, họ không ưa thích. Cho đó là cũ kỹ, bó buộc, tiêu cực, biến lười. Không phù hợp trào lưu tiếng quá. Ôi, khác nào kẻ đi tìm châu báu ngoài biển khơi, còn châu báu trong nhà mình thì quăng bỏ, muốn xây dựng một tòa lâu đài nguy nga lại chê cái nền móng là vô ích bảo sao phật pháp không suy đồi nhân loại điêu linh chúng sanh khổ ải vì thế trong kinh lăng nghiêm nói người tu thiền định hoặc bất cứ pháp môn nào mà không giữ giới luật thì rơi vào tà định của tà ma ngoại đạo như thế đủ biết giữ giới luật quan trọng biết dường nào người giữ giới được thiên long ủng hộ ngoại ma khiếp phúc quyển thập thiện nghiệp này tuy là giáo lý căn bản nhưng nội dung bao quát nhiều khía cạnh mang tính chất nhân quả nghiệp báo và cách ứng xử trong đời sống hàng ngày lại còn đáp ứng những thắc mắc như sát sanh bị quả báo gì và không sát sanh hưởng được phước báo gì cho đến giới không trộm cướp tà dâm giọng ngữ hai lưỡi khẩu, ý ngữ, tham dục sân nhuế, tà kiến. Mỗi giới đều nêu rõ lành giữ tội, tội phước ở trong đó. Chẳng những thế thôi, còn cho chúng ta biết được gieo nhân gì, gặt quả chi. Vì vậy, quý Phật tử khi nghe được quyển thập thiện nghiệp này, nên chú tâm tư duy, nghiền ngẫm cho tường tận. Chịu khó nghe nhiều lần như vậy mới nhận ra được sự phi diệu vô biên của pháp bảo rồi tu cho thuần thục sẽ đạt được bản nguyện thoát lý ác nghiệp đạo quả chống viên thành luật quả báo chẳng bao giờ trật gieo giống nào thì mọc cây ni trồng từ bi có trái từ bi gieo bạo ác lên cây bạo ác việc lành dữ do mình tạo tác sau này mình hưởng hết không sai. Cõi ta bà bất luận gái trai, tình như thế hết ai phạm tội. Những nỗi khổ về sanh Khi còn nằm trong bụng mẹ, Hài Nhi chịu rất nhiều nỗi khổ. Nếu mẹ ăn đồ nóng hoặc uống nước lạnh, thì như nằm trong lò lửa hầm băng. Khi mẹ đói cơm khát nước thai nhi lỏng bỏng khó chịu mẹ ăn no lấn ép khó bề cửa quậy lúc sanh thân còn đau đớn mạng mẹ nguy hiểm lòng cha lo sợ ra khỏi lòng mẹ da thân mềm mỏng chạm phải những vật bên ngoài đau như là dao cắt quảng hốt thất thanh khóc vang sở dĩ con người ta bị tai ách quạng nạn và gây tạo ác nghiệp là vì quá đam mê dục lạc con người thường gây đau khổ cho nhau tạo nên những cuộc tranh giành tàn khốc để đời sống cá nhân được an nhàn càng tham muốn càng tạo nhiều tội lỗi không biết đủ dù sống trên ngọc ngà châu báu vẫn thấy thiếu tham dục là ngọn lửa luôn luôn bốc cháy trong lòng nhân loại chính nó là nguồn gốc sanh ra mọi khổ đau ở thế gian Tham nhiều chừng nào là tự chuốt lấy khổ lụy nhiều chừng đó. Tham là căn bệnh trầm kha khó trị. Người ta sống chưa tới trăm năm mà lại toan tính việc muôn đời. Có kẻ giàu sang ức triệu, ngồi không hưởng suốt đời chưa hết, vẫn còn dơ dét của thế gian. Tham làm ích kỷ là bỡn nhơ che mất ánh sáng trí tuệ, nhẫn ngụy làm chơn, gây ra vô số ác nghiệp. Hàng ngày những vụ đâm chém tranh giành danh lợi, tình tiền não hại lẫn nhau không sao kể hết. Vì nó mà muôn ngàn thảm quả nảy sinh, chiến tranh bùng nổ khắp nơi. Trong Kinh A Hàm, Phật dạy ngày Maha Nam, Sở dĩ chúng sanh đau khổ là vì đam mê ngũ dục, lấy dục làm gốc nên xảy ra cảnh ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em dòng họ đều xấu hơn thua sát phạt lẫn nhau, ngoài xã hội dân chúng vua quan tranh địa vị chức quyền chưa đủ lại khởi binh xâm lấn nước khác gây nên cảnh bắn giết đánh đập tra tấn hành hạ đủ cách thật là giả mang mất hết nhân tính giống như hung thần ác quỷ khổ báo đều do lòng dục tạo ra thảm cảnh như thế cho nên Đức Phật khuyên các hàng đệ tử phải ly dục ly ác bất thiện pháp tuyệt đối không được đụng chạm đến danh dự quyền lợi người khác, cho dù đó là của cha mẹ, anh chị em, con cháu chồng họ. Dễ xảy ra xung đột, làm mất hết tình nghĩa. Điều đó chúng ta phải thận trọng. Nếu như họ không hoan hỷ giúp, thì chớ có xin một cách quá đáng. Có nhiều người được bà con hay bạn bè cho tiền của, họ lấy đó làm vui, thích xin hoài, nhưng quý vị nên nhớ Trong kinh Phật dạy Người trí thà để người ta thiếu nợ mình Chớ có thiếu nợ người Kiếp sau phải trả gấp nhiều lần Trong Lương Hoàng Sám nói Oán thù xuất phát từ trong gia đình Thân bằng quyến thuộc Mới xem qua lấy làm lạ Nhưng suy nghĩ kỹ Thời thấy khi sống chung lâu ngày Lắm lúc vô tình hoặc cố đụng chạm Xúc não lẫn nhau có chút gì không vừa lòng liền sanh tâm giận dữ anh em dành của cha con trở mặt chồng vợ ly hôn ông bà cha mẹ thường trách con cháu hoặc con cháu phiền trách ông bà cha mẹ cho đến anh chị em dòng họ hết thảy đều trách móc hiềm hận lẫn nhau nếu nhà giàu có thì đua nhau đến xin càng xin càng lấy làm không đủ xin mãi người ta không cho trở lại ông lòng oán hận tìm cách trả thù kết oán đời đời không thôi thế mới biết oán thù ba đời không ai xa lạ đều là bà con thân thích chúng ta là nhóm oan gia nên có lời khuyên xin nhiều người ghét kẻ phiền xin mà chẳng đặng ta liền buồn ngay vậy nên ta chớ xin ai đặng cho an lạc khoan thai nhẹ nhàng thì hành giả tự mình không làm mười điều ác, không dạy người làm mười điều ác, và không khen ngợi người làm mười điều ác, thực hành hoàn hảo thập thiện nghiệp. Thời thân khẩu ý được thanh tịnh, lòng từ bi, hỷ xã, thương người mến nhật, mỗi ngày thêm tăng trưởng. Hiện tại đời sống cá nhân, gia đình, được cải thiện tươi sáng tốt đẹp, xã hội trở nên thuần lương thiện mỹ, đời đời thiện căng chẳng mất, thường gặp tam bảo tu hành, nên không bị đọa vào ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thường sanh nhân thiên hưởng nhiều phước lạc, được sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí huệ. Nếu người nào không cầu phước báo nơi cõi nhân thiên, nguyện đem công đức tu thập thiện này hồi hướng về tịnh độ. Thời khi lâm chung, được Phật A-di-đà và chư thánh chúng, phóng quang tiếp dẫn giảng sanh cực lạc quốc. Trong giới bổn nói Người giữ giới Khi mạng chung thân tâm an nhiên Thị tịch vào cảnh tốt lành Còn người không giữ giới Khi chết thần thức hôn mê quảng sợ Sa đọa vào ác đạo Vào thời Đức Phật Một hôm Ngài cùng tôn giả A Nan Và chư đệ tử Đi ngang qua cánh đồng Thấy người ta đang lùa đàn bò Nhân đây Phật hỏi Này A Nan Ông có biết người ta lùa đàn bò đi đâu không? Bạch Đức Thế Tôn, Còn không biết. Này A Nan, người ta lùa đàn bò đến lò mổ để làm thịt mà nó không hay biết, chúng cứ lo chạy nhảy, hút đẩy, kêu rống vui giỡn. Cũng vậy, chúng sanh vì đam mê ngũ dục, phá giới phạm trai, gây tạo nhiều ác nghiệp, nhưng họ lại quên rằng Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày bước dần vào cõi chết mà không chịu lo tu hành. Giống như đàn bò đi gần đến chỗ chết vẫn không hay biết. Thật đáng thương thay. Nhân đó Phật nói bài kệ Ví như người cầm gậy, chăn dắt đàn bò si và chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Kinh Pháp Cú Thí Dụ vì thế chúng ta hãy cố gắng giữ giới ăn chay cho trọn vẹn được như vậy mới đáng gọi là người có trí huệ biết làm theo lẽ phải tôi ước mong quý phật tử sau khi xem qua quyển thập thiện nghiệp này thấy được sự lợi ích của lời phật dạy tình tấn áp dụng trong đời sống hàng ngày để tạo hạnh phúc cho mình và chúng sanh ở hiện tại và tương lai vì thân người khó được pháp phật khó nghe Hôm nay chúng ta có duyên lành gặp được Tam Bảo mà không lo tu để tiến quá lên con đường giải thoát. Nếu cứ mãi chần chờ, đến khi mất thân rồi, muôn kiếp khó trở lại được. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu hành, làm lành lánh dữ, Không làm các điều ác, chăm làm các hạnh lành. Giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Kinh Pháp Cú Nam Mô A Di Đà Phật Lý Cảnh là một người rất nhân từ Ông vốn không phải là giàu có gì Nhưng rất thích lấy việc phóng sanh làm Có người hỏi Bố thí như thế nào đúng pháp, phi pháp Và tu huệ ra sao Trong thế kinh Phật dạy Bố thí đúng pháp là cho cơm gạo mùng mền chiếu gối quần áo thuốc men chỗ ở dân dân đó là bố thí đúng pháp bố thí phi pháp là cho rượu thuốc độc bẫy rập câu lưỡi dao mát cung tên sinh mạng các loài vật đồ âm nhạc nữ sắc vân vân những thứ não hại chúng sanh thì không nên cho muốn tu trí huệ kinh di giáo dạy phải chuyên học hỏi tinh tấn giữ giới nhân giới mới sanh các thiền định và trí huệ nếu năng trì tịnh giới thì được các pháp lành bằng không tịnh giới các thiện công đức không thể phát sanh vậy phải biết giới là chỗ yên ổn công đức thứ nhất phật dạy trong các thí pháp thí là bố thí bất tử phước ấy cao thượng hơn hết trong các phước điền thật đúng như lời phật nói nhờ học giáo lý mình mới biết cách tu hành rồi truyền cho người khác đồng tu cho đến ngày thoát dòng sanh tử nên ngài nói chúng sanh nào muốn cho thân tâm an lạc thì phải học giáo pháp vì pháp có công năng diệt trừ ưu não cấu uế và duy trì tình thương yêu đoàn kết từ đó sanh ra phước lộc làm lợi ích cho mình và mọi người nhưng ít ai nghĩ đến cứ mãi đam mê ra vào chúng lợi danh có lúc xem kinh được vài câu liền sanh tâm ngao ngán bỏ qua thậm chí có người cả đời chưa xem được chữ nào chính vì xem thường là phật dạy nên từ trong gia đình đến xã hội xảy ra lắm cảnh thảm họa thương tâm thiếu đạo đức là cửa ngõ đưa đến bại vong để tránh những tai hại đó quý vị nên cố gắng xem kinh nghe pháp và truyền trao cho người xung quanh để họ biết cách tu hành quá giải ác nghiệp. Nhờ phước đức đó, nghiệp của mình cũng được nhẹ theo. Thế nên tôi xin khuyên quý vị khi có kinh sách hoặc băng giảng nên cho người khác xem nghe. Nếu không, để lâu cũng hư mà không sanh được phước lại thêm kiếp sau phải bị quả báo dốt nát. Như chuyện Ngài bằng đặt, Phật dạy chỉ có hai chữ chổi quét mà Ngài không nhớ cũng do dấu pháp mà ra. Giả lại vô thường đâu có định ngày. Nếu cứ mãi chất chứa, giàu cho có kho vàng núi bạc, quan quyền vua chúa cùng phi mỹ nữ, giờ đẹp con ngoan, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng mang theo được gì ngoài hai chữ tội và phước. Ôi, tham tất cả, rồi cũng mất tất cả. Các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, ân ái như giấc mộng, gặp gỡ sẽ chia ly, giàu sang danh vọng vẫn đau khổ. Chỉ có niết bàn dứt hẳn sinh tử, không còn tai ương, đó mới là an lạc. Như hồ nước rộng sâu, trong lặng sáng một màu, người trí huệ nghe đạo, tâm thanh tịnh hết sầu. Tâm vọng tưởng dừng nghỉ, ngôn hành cũng lặng yên, theo chánh đạo giải thoát về diệt độ an nhiên kinh pháp cú thí dụ nói đến cảnh khổ của kiếp người thọ phật còn tài thế một hôm vua ba tư nặc cùng bá quan văn nhỏ xà giá đến ý kiến đức phật và thưa rằng bạch thế tôn con là vua ba tư nặc cai trị nước câu tắc la có bốn binh dũng hùng mạnh hôm nay con đến viếng thăm đức thế tôn dù bà tư nặc nói như vậy là nhằm để khoe với đức phật ông là vị vua hùng mạnh nhất thời đó để cho đức phật khen ngợi nhưng ngược lại đức phật không khen mà còn hỏi rằng này đại dương giả sử như ở phương đông tây nam bắc có bốn ngọn núi cao chọc trời đang lăn về đây mỗi khi di chuyển đến đâu là nghiêng nát người và giật đến đó thử hỏi đại dương lấy cái gì ra để chống ngăn nó chùa bà tư nặng ngẫm nghĩ thưa rằng bạch thế tôn còn không thể nào đem bốn binh chủng kho tàng thần dân ra mà ngăn chống được vì nếu đem ra sẽ bị nó nghiền nát hết nhân đầy đức phật dạy đúng như vậy đó đại dương bốn ngọn núi chính là sinh lão bệnh tử này đại dương lắng nghe vì người đời ngu ám, không có chánh trí, nên nhiều kẻ say mê vui đời mà chẳng hề biết tội phước là gì cả, nên thường bị tứ khổ. Trong tạng luận, Phật nói: Bị đọa vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ xúc sanh chuyên chở nặng nhọc, chưa phải là khổ lắm. Cái khổ nhất là người si mê tà kiến, không có trí tuệ phân biệt đâu là chánh tà, nên mãi đắm chìm trong bóng tối vô minh tạo ra nhiều ác nghiệp để rồi xuống lên trong ba cõi sáu đường dây trả bất tận khổ não triền miên đó mới thật là khổ cổ đức cũng khuyên ác thứ mười đoạn chót si mê nguyên tâm tối từ thời vô thủy màn vô minh che mờ căn trí nên thường khi nhẫn ngụy làm chơn lo huyễn thân vật chất kém hơn chẳng tìm biết tinh thần đạo đức dệt lưới nghi đeo điều phiền phức bỉnh rỉnh đời khổ cực tan thương khi nói làm ít chịu suy lường mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác việc si mê phải nương thuyền giác môn việc làm tránh trực khôn ngoan đừng bạ đâu tin bướng nghe càng làm ngô muội đọa thân uổng kiếp ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp lóng nguồn chơn phật tiếp dẫn cho trồng cây lành dị quả thơm tho tuy không thấy mà sao chẳng mất tóm lại người nào biết quay về tam bảo thân cận thiền tri thức tu hành bát nhã thực hành thiền định phát sanh trí huệ diệt trừ vô minh tà kiến thấy biết chân chánh hiểu rõ nhân quả nên không tạo tội gieo nhiều phước lành thẳng tiến trên con đường giải thoát. Đúng như lời Phật nói, thỏa quá khứ có Phật nhiên đăng ra đời, tứ chúng thời đó nhờ quy y tam bảo có chánh kiến nên đều thành Phật hết. Trong kinh Đế Thích Sở Vấn nói, nếu người nào phát tâm quy y tam bảo, người ấy hưởng được phước báo an vui yên ổn lớn, bởi vì oai đức tam bảo thường bảo hộ chúng sanh. Sự lợi ích của quy y tam bảo to lớn như thế Vậy mà có nhiều người nhờ căn lành đời trước Nên gặp được thiện hữu tri thức Khuyến khích quy y tam bảo Họ trả lời rằng Quy y tam bảo mà không làm theo lời Phật dạy Tội còn hơn là không quy y Mới nghe qua thấy có lý Nhưng cũng nên xét lại Cho dù chúng ta có quy y tam bảo Thọ trì ngũ giới hay không Nếu gây tạo thập ác Vẫn bị quả báo như thường Ví dụ như có một người thì quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, còn người kia thì không quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới. Cả hai đều phạm tội giết người cướp của. Khi đưa ra tòa án xét xử, cả hai đều lãnh mức án như nhau. Nhưng người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, nếu lỡ phạm giới, họ biết đó là sai trái, tội lỗi, ăn năn sám hối. Còn người không biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, gây tạo tội lỗi mà không biết đó là tội lỗi, lại còn cho thế là đúng, nên họ càng lún sâu vào con đường tội ác. Người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, thập thiện, cho dù họ không giữ được trọn vẹn, nhưng ít ra họ cũng giữ được một hai giới, còn hơn là không giữ được giới nào. Hơn nữa, cho dù họ có gây tạo ác nghiệp, bị đọa đi chăng nữa, nhưng căn lành quy y Tam Bảo đó không mất. Khi trả hết ác nghiệp sẽ gặp được chư Phật và Bồ Tát cứu độ cho họ thoát khỏi cảnh khổ đau. Vì vậy chúng ta hãy giỏng mạnh phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, thập thiện. Không có gì phải bận tâm lo sợ. Muốn cho sự bố thí cúng dường được kết quả tốt đẹp, phải thực hành bố thí Ba La Mật là không thấy mình thí, vật thí và người thọ thí nếu ta chấp vào sự bố thí cúng dường thì dễ sanh tâm phiền muộn bực tức khi họ không làm vừa ý mình từ đó sanh ra hủy bán tự mình diệt hết phước đức như chuyện bà thanh đề cúng dường cho chư tăng mà không được tiếp đón nồng hậu liền sanh tâm độc ác lấy thịt chó trộn làm bánh cho các thầy tu ăn nên mới bị đoạn giao cảnh ngạ quỷ do đó trong khi bố thí vì lòng từ làm cho chúng sanh an lạc mà mình không mong cầu gì hết. Cái tầm đó nó rộng lớn như hư không, chẳng so lường được. Còn nếu như tính toán so đo thì phước đức bị hạn chế, không khéo sanh ra tội lỗi, mất hết tất cả phước lành. Có nhiều người nghèo quá, tôi khuyên bố thí để chuyển quá nghiệp xấu của mình. Họ lại trả lời rằng, còn nghèo quá, lấy cái gì để cho Tôi nói Quý vị nghèo cho lắm Như hai vợ chồng đàn ni già Chỉ có một cái chăn để đi xin ăn Mà còn dám cúng giường cho một vị tỳ kheo Đem về tịnh xá Đức Phật tỳ bà thi bảo Đem lại cho ngài Phật đưa cái chăn lên tuyên bố Trong đại hội cúng giường hôm nay Người cúng giường cái chăn này Là phước lớn hơn hết Tất cả đại hội Ai nấy đều lấy làm lạ Hỏi Phật nguyên do tại sao Phật nói Vật tuy khinh mà trọng ở chỗ tâm trí thành Rồi Phật thuật lại cảnh khốn khổ Của vợ chồng đàn ni già Ai nghe qua cũng đều cảm động Đem tiền của đến giúp đỡ Nhờ căn lành đó Mà 91 kiếp liên tục Được sanh vào nhà tôn quý Gặp Phật thích ca Xuất gia tu hành đắc đạo Hay là Chuyện ông Khưu Trường Xuân số chết đói Nhưng nhờ lấy thân mình cổng người qua dòng suối Bàn Khê suốt 6 năm Tiếng tốt đó đồn đến tai vua liền cho người rất ngài về phong làm quốc sư Cho nên thế gian dụng tướng, Phật dụng tâm Chớ không phải giật nhiều hay ít Vì thế có câu Kiếp trước chẳng thí mới chịu nghèo Bây giờ khổ não nó đeo theo Người sau của cải càng dư giả nghĩ lại phận mình túi vắng teo hay là giúp người đừng mong trả ơn hảo tâm bố thí liên tòa được lên ngoài việc cúng dường bố thí ra chúng ta còn phải tu thêm huệ kinh phân biệt nghiệp nói thường làm việc bố thí mà không tu huệ đời sau được giàu to nhưng ngu ám chẳng biết gì chỉ vui tu trí huệ mà không bố thí đời sau được thông minh nhưng nghèo túng không của cải thí huệ đều song tu đời sau giàu sang sáng suốt thí huệ đều chẳng tu nhiều kiếp bị nghèo ngu trong kinh thập thiện phật dạy nếu ai xa lìa giọng ngữ thời được tám pháp trời người khen ngợi một miệng thường thanh tịnh thơ mùi qua ưu bát hai được người đời tin phục. 3. Mở lời thành thật, trời người kính mến. 4. Thường đem lời êm dịu, an ủi chúng sanh. 5. Được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. 6. Nói không sai lầm, lòng thường quan hỷ. 7. Mở lời tôn trọng, nhân thiên dân làm. 8. Trí tuệ thù thắng, không ai chế phục nếu ai đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề thời sau khi thành phật được chân thật ngữ của như lai nên có câu giới thứ tư cấm trừ giọng ngữ chớ buông lòng hung dữ điêu hoa ngược xuôi láo xược lời ma nói qua nói lại cũng là như nhau ai không lừa dối chút nào nói năng thông suốt, hơi ngào ngạt thơm. Bàn bạc như suối nước tuôn, nói ra ai cũng mến thương tin dùng. Ngược lại, luận trí độ dạy, giọng ngữ gặt lấy mười nghiệp xấu. Một, hơi miệng thường hôi thúi. Hai, các thiên thần tránh xa, ác quỷ dễ gia hại. Ba, dù nói thật chẳng ai chịu tin. 4. Người trí chê bai, chẳng ai tham dự. 5. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 6. Người không kính trọng, khi có việc sai khiến, họ chẳng dân theo. 7. Thường lắm lo buồn. 8. Trồng nghiệp nhân xấu. 9. Thân hoại mệnh chung, đọa địa ngục. 10. Khi sanh làm người, các căn thiếu sót than ôi, nghe lời Phật dạy như vậy, rất đáng sợ hãi Cổ đức có khuyên rằng Ác giọng ngữ thứ tư cũng cấm Nói thêm thừa, huyễn hoặc đủ điều Đời bất công mấy ai xem sửa Trên điêu ngoa, dưới chẳng phục tùng Khuyên nhân sanh lấy lẽ chí công Mà ăn ở nói năng chân chất Phật từ bi độ trong nhân vật là luật kinh dạy rất tin tường. Nếu chẳng nghe hồn dướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dân thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán. Người hiểu rành lại càng thêm chán, chi bằng ta bỏ lối trớ trêu nói với ai cũng phải lựa điều đừng tráo chát cho người khi dễ ngày đêm phải biết bình tâm tịnh trí suy xét để diệt trừ tham sân si nếu để tâm loạn động buông lung phóng dật lâu ngày thành nghiệp kiếp sau phải luân hồi đền tội trong nghệ thuật sống cũng nói nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin. Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện. Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng. Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt hòa thuận. Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công. Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải. Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật. Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác nếu bạn gieo niềm tin bạn sẽ gặt phép màu nếu bạn gieo dối trá bạn sẽ gặt ngờ vực nếu bạn gieo ích kỷ bạn sẽ gặt cô đơn nếu bạn gieo kiêu hãnh bạn sẽ gặt hủy diệt nếu bạn gieo lười biếng bạn sẽ gặt thất bại nếu bạn gieo cay đắng bạn sẽ gặt cô lập nếu bạn gieo tham lam bạn sẽ gặp tổn hại. Nếu bạn gieo tầm vào, bạn sẽ gặp kẻ thù. Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặp âu lo. Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặp tội lỗi. Vì vậy, bạn hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn gặp ngày mai. Vì thế, chúng ta phải ham làm điều thiện, tránh xa điều ác khi rảnh rỗi nên suy xét kiểm điểm lại những việc làm thường ngày của mình lúc nào cũng theo con đường ngay thẳng thì tự nhiên trời đất sẽ không phụ lòng tốt của mình nhà mà chứa điều thiện sẽ có phước dư thừa nhà mà chứa điều ác sẽ có tai họa dư thừa cổ đức muốn có cuộc sống hạnh phúc yên vui ở trong hiện tại và vị lai Chúng ta phải tu thập thiện Trao dồi thân khẩu ý cho được thuần thiện thanh tịnh Giữ thân trong sạch Hạnh phúc biết bao Giữ khẩu thanh tịnh Hạnh phúc biết bao Giữ ý thanh tịnh Hạnh phúc biết bao Thân cùng khẩu ý trọn lành Xa lìa tội lỗi gần cành qua sen Ai mà thân khẩu ý rèn Giữ theo thiện nghiệp Thân bèn đặng an ba nghiệp hằng đặng rảnh rang thác rồi nhập thánh là đàn xưa nay bị mắng chửi lòng chẳng phai với người tham lẫn giận gai chẳng sờn giữ mình trong sạch là hơn dầu ai gây dữ oán hờn mặt ai pháp tịnh tâm